các bạn đang nghe tác phẩm Thuyết Trần, Sử Nhà Trần của soạn giả Trần Xuân Sinh thực hiện bởi ban biên tập trang web việt sử.org tháng 5 năm 2022 Quân Nguyên xâm nhập lãnh thổ nước ta Tháng 11 âm lịch thoát hoan đóng quân ở Châu Tư Minh lưu lại ở đấy 2.500 người sai vạn hộ hạ chỉ thống lĩnh để giữ xe vận tải lương thực thuốc đạn binh khí, binh phục, lại sai trịnh bằng phi và bột la hợp đáp nhi đem một vạn binh hán khoán do trại vĩnh bình về đường phía tây áo lỗ xích lấy một vạn người theo đường phía đông tiến về nẻo ải nữ nhi thoát hoan đi với đông đạo a à bát xích đem một vạn người làm tiền phong chúng tiến quân xâm nhập nước ta theo đường lối đại khái giống như năm trước hữu thừa trịnh bằng phi và tham chính bột la hợp đáp nhi tiến vào lạng châu đánh xuống ải lão thử tức chi lăng ngày 23 tháng 11 âm lịch đánh chiếm luôn hãm sa nghĩa là cắt sụt và tư trúc nghĩa là che gai nguyên sử chép đánh 17 trận đều thắng lão thử hãm sa và tư trúc có lẽ là các đồn xa, từ trúc mà quốc sử chép đông đạo do hữu thừa a bát xích đi tiên phong có thoát hoan tổng chỉ huy vượt lộc châu qua ải khả ly tràn vào cửa ải phú lương không rõ ở đâu đây là điều không chắc đúng đầu tháng 12 âm lịch đóng quân ở kênh Mao La cũng không rõ ở đâu. Thủy quân giặc đi đường biển không tiến vào đánh vùng Thanh Nghệ để rồi đánh ngược trở ra hậu cứ quân Trần như kế hoạch đã định trước. Vì biết được ở mặt trận này quân ta đã đề phòng cẩn mật và ở nơi ấy địa thế hiểm trở hướng theo đường sông miền Bắc nước ta để hợp với bộ quân của Thoát Hoan dồn toàn lực vào một nơi cùng nhau tiến đánh quân ta. Tháng 11 âm lịch binh thuyền giặc tiến qua cửa Vạn Ninh thuộc Móng Cái rồi vào cửa An Bang thuộc Quảng Yên, giao chiến, quân ta thẳng tốt không phòng bị sẵn phải bỏ thuyền chạy, giặc lấy mất nhiều chiến thuyền. Tướng Nhân Đức Hầu, Trần Do hay Trần Gia, người họ tôn thất, nỗ lực cố đánh lại, giặc chết nhiều, bên ta lấy lại được một số thuyền. Thừa thắng quân ta đánh vào các thuyền vận tải của giặc đi sau, đánh nắm được nhiều thuyền lương thực của chúng. An Nam Chí Lực chép, Ngày 11 tháng 11, Chu Sư tiến trước qua cửa biển Vạn Ninh, tướng Nam Nhân Đức Hầu. Trần Gia phục binh ở Lạng Sơn toan cắt sau quân, biết được giặc ngay đêm mấy vây núi gần sáng đánh chạy. Quân Nam chết đuối mấy trăm người, bắt được mấy chục thuyền. Ô Mã Nhi thừa thắng ruổi đi trước, không đoái đến thuyền lương ở sau, mất viện, thuyền lương bị bắt. Đây là lần thứ nhất lương thực của giặc bị đánh chìm xuống biển, Trận này tuy không lớn lắm nhưng ngay từ giờ phút đầu đã làm cho giặc hoang mang và gây khó khăn cho chúng. Trong các cuộc chiến tranh vấn đề lương thực vẫn là điều quan trọng hàng đầu. Ngày 28 tháng 11 âm lịch, phán thủ Thượng vị Tuyền cũng đọc là Toàn đem thủy quân đánh vào vùng Đa Mỗ không rõ ở đâu, nơi giặc đóng quân, giặc chết đuối nhiều, 40 tên bị bắt sống cùng với thuyền, ngựa khí giới. Về mặt bộ, ngày 24 tháng 11 âm lịch, tướng cầm quân giữ ải lãnh kinh trên sông cầu có lẽ vào khoảng đáp cầu. Hưng Đức Hầu quán đem quân đón đánh giặc tiến xuống. Giặc chúng tên thuốc độc bị chết và bị thương nhiều, buộc phải lui về đóng ở cửa ải Vũ Cao thuộc hạt Bắc Giang, không rõ đích nơi nào. Ngày mùng 3 tháng 12, bộ binh Nguyên tiến đến từ Thập Nguyên, cũng không rõ ở đâu, thoát hoan nghe tin lương bị hãm, sai tướng thúc quân lính cướp lương của quân ta để quân chúng dùng tại khắp các đồn hải mọi nơi vùng biên giới lạng sơn quân ta chống chọi mãnh liệt nhưng thế quân nguyên to lắm cũng như lần trước lúc mới sang giặc mạnh lại đánh hăng quân ta địch lại không nổi phải lần lượt rút lui khỏi vùng lạng sơn không kể vài nơi phải bỏ đồn sớm ngay trước khi giặc đến tại vùng từ thập nguyên quân ta phần thế kém phần lương thực bị đánh chiếm cũng phải rút lui để bảo toàn lực lượng kéo cả về vạn kiếp chỉ để lại một số ít quân lưu động lẩn quất trong rừng sâu, thỉnh thoảng đổ ra đột kích giặc, có khi trên núi bắn tên thuốc độc vào giặc trên đường đi, chúng có người bị chết mà không truy tìm được những toán quân ẩn ẩn hiện hiện. Ngày 16 tháng 12, Minh Tự Nguyễn Thức Phụng Chiếu đem quân Nghĩa Dũng đến chỗ Hưng Đạo Vương đóng quân ở Phù Sơn, Vương sai ra cửa sông Đại Than, hợp với quân sĩ ở đấy để cùng nhau chống giữ. Đại Than là tên xã trên bờ sông Đuống, chảy ra lục đầu Giang, cửa Đại Than là cửa sông Đuống, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ngày 26 gặp quân giặc kéo đến cùng đánh nhau, giặc thua phải, lui. Tuy quân ta có thắng được tiền đội thủy quân nguyên mấy trận nhỏ và ngăn trở phần nào bước tiến của chúng, đoàn chiến thuyền giặc vẫn tiếp tục tiến theo sông Bạch Đằng đi vào vạn kiếp. Ngày 21 tháng 12, chú sư của tham chính phản tiếp đánh vào Bắc Giang, quân ta ngăn sông chống lại nhưng không cản nổi. Thủy quân giặc vào được nơi bộ binh của Thoát Hoan đóng quân, sử cũ chép vào được sông Lô, có lẽ nói là sông Cái nhưng phải là sông Cầu hay sông Thương thuộc Bắc Giang nơi bộ quân giặc đóng. Cùng ngày 23 tháng 12, Thoát Hoan chia quân tiến đánh chiếm núi Phả Lại và núi Chí Linh. Chúng lập trại vững chắc để chống nhau với quân ta. Trình Bằng Phi dẫn bộ binh đánh vào trại Phù Sơn. Quân ta đón đánh lại, bắn nhiều tên thuốc độc, giặc chết nhiều, đã phải lui. Nhưng sau đó được thêm tiếp viện, chúng lại tiến đánh đồn vạn kiếp thất thủ. Từ Bắc Giang thoát hoan sai tướng Trình bằng Phi và A Bát Xích đem hai vạn quân đánh chiếm đồn vạn kiếp. Đại Việt sử ký toàn thư chép, ngày 30 tháng 12, Thái tử Nguyên A Đài, tức là thoát hoan, cùng Ô Mã Nhi họp 30 vạn quân đánh vào vạn kiếp. Xét sự hợp quân với Ô Mã Nhi phải là có thật, nhưng huy động đến 30 vạn quân để đánh một đồn thì con số này quá đáng. Ngày giặc đánh chiếm được vạn kiếp có lẽ là độ 5 ngày trước đó, chỉ vài ngày sau ngày 23 chiếm núi phả lại, chứ không phải ngày 30, sau khi chiếm vạn kiếp thủy quân giặc mới đánh trở xuống mà ngày 29 tháng 12, Abbasic đã đánh nhau với quân ta ở hàm tử quan, hết chú thích. Khi chúng vào được tới nơi thì chỉ còn cái đồn tan hoang, quân đội ta đã rút khỏi từ trước kéo cả về Thăng Long. Đại Việt sử ký toàn thư chép và Việt sử thông giám cương mục cũng theo. Người các hương ba điểm bàng hà đều hàng giặc, khi giặc chiếm được vạn kiếp lần này. Đây là sự đáng ngờ ở đoạn thưởng công phạt tội xử lại chép. Hai xã này đầu tiên theo giặc, vậy sự việc này phải là đã hàng ngay từ khi quân Nguyên sang đánh lần trước, hoặc giả có việc con cháu tôn thất nhà Lý đã hàng giặc lần trước, đến lần này chúng mới dụ dỗ quân dân hai xã hàng theo chăng Thoát hoan định lập cơ sở lâu dài ở vạn kiếp, khiến củng cố vững chắc đồn này, liên lạc với Chí Linh và Phù Sơn, chiếm nóng khu tam giác, vì chủ trương đóng quân lâu dài nơi đây mưu sự chiến thắng hoàn toàn ta. Giặc tưởng nếu thắng thì cứ tiến lên mãi, nhớ có thua thì trở về cố thủ nơi này, đợi được tiếp viện binh lương lại đi tấn công lần nữa, chứ không bỏ về nước. Chúng xây dựng nhiều kiến trúc kiên cố tại cả ba nơi, sai quân lên rừng đốn gỗ dựng đồn binh lại đào hào sâu đắp lũy cao. Thoát hoan sai ô mã nhi và a bát xích dẫn thủy quân từ lục đầu đánh xuống sông cái tức sông hồng mưu chiếm Thăng Long. Vì thế yếu kém, thủy quân ta lần lượt phải bỏ đại than, rồi đông bộ đầu. Ngày 29 tháng 12, Abbasic lại đi theo dọc sông Cái đánh phá hàm tử quan. Quân ta lui giữ hải thị, nhưng cũng bị đánh phá luôn, phải lui nữa. Trong lúc thế giặc hung dữ, quân Trần cố đánh không lại, phải thua chạy. Hưng đạo vương lần lượt phải bỏ phủ sơn, rồi vạn kiếp, để bảo toàn lực lượng. Khắp miền Đông Bắc nước ta, chỗ nào cũng có giặc, thừa thế chúng kéo quân thẳng đến kinh đô Thăng Long, qua sông Phú Lương, tức sông Hồng, đóng quân ngay bên thành, quan quân ta đánh lại không nổi. Mặt trận cao lạng, trong khi quân thoát hoan tiến tại Lạng Sơn, Bắc Giang, Vạn Kiếp thì ngày 28 tháng 12 âm lịch có bọn Lê Chắc, bộ hạ cũ của Trần Kiện theo hàng quân Nguyên, cùng với bọn Sảnh Đô Sự, Hầu Sự Đạt, Vạn Hộ Họ Đạt, Thiên Hộ Họ Tiêu, đem 5.000 quân từ châu Tư Minh theo gót thoát hoan về nước. Chúng phá ải nội bàng rồi kéo quân đi chiếm đóng sông Bằng, tức Bình Giang. Nay thuộc tỉnh Cao Bằng, tưởng chừng nơi đây ít được phòng bị, chúng ngoảnh lưng về phía quân ta bảy trận. Quân ta ở nơi đây đánh suốt ngày đêm, nhà cửa cháy tên thuốc độc bắn như mưa, giặc kiệt sức đến canh năm thì tan vỡ, hầu sự đạt chết trận, quân đội chúng lạc đường bị vây hãm. Lê Trác dẫn bọn Đạt, Tiêu, Nguyễn Linh, Lê Yến cùng 60 quân kỵ tìm đường chạy về Bắc Quốc. Lê Yến mang theo trần dục con ích tắc cưỡi con ngựa yếu đi không được suýt bị bắt. Chắc phải đổi ngựa cho Yến để hắn chạy trước trong non dục. Quân ta hai mặt giáp công, chúng phải nheo nhóc chặt vật suýt chết nhiều lần. Một ngày chạy đến vài trăm dặm, đi từ nửa đêm đến mở sáng mới quay đến ải châu chiêu, không rõ ở đâu, thuộc đất nguyên. Mặt trận Tây Bắc, đạo quân của tướng hữu thừa ai lỗ, tức A Rúc, từ Vân Nam theo dòng sông Thao, tức Thượng Lưu của sông Hồng, và sông Lô, tức Thanh Giang, đánh xuống các đám quân của những chủ trại hay tù trưởng và của trấn thủ tiên quang không ngăn cản nổi. Chiếu văn vương Trần Nhật Duật nguyên giữ mặt trận Lạng Sơn, sau khi giặc tràn vào sâu được lệnh cất quân đi giữ mặt trận Tây Bắc, đóng quân ở Bạch Hạc, chống đạo quân Vân Nam, đối bên giao chiến nhiều trận không phân được thua, cả hai đều có thiệt hại. Bên ta có hai tướng Lê Thạch và Hà Ưởng bị giặc bắt ở Tam Đái Giang, nay thuộc Vĩnh Nghiên và đem giết đi. Nguyên sử chép, ai lỗ đánh phá được bốn vạn binh của Nhật Duật giữ cửa Mộc Ngột hay là Mộc Hoàng. Bắt được tướng Lê Thạch và Hà Anh trong ba tháng lớn nhỏ 18 trận đánh, bèn đến vương thành của họ, chỉ giao chỉ, hội quân lập nhiều công. Sau đó tiền quân giặc tiến được xuống đánh vào cửa quan Phú Lương không rõ đâu, rồi tiếp tục tiến về Thăng Long, Tiếp sức với thoát hoan nhưng không giúp ích gì được trong nguyên suy suốt dọc các dòng sông hồng sông chảy sông lô từ biên giới thủy vi đến thăng long bị dập khuyển soát dòng mau bốn năm dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình nồi rong lạc hồng dòng dòng tiên Nguyên ôm bao đời đất mẹ